su riêng trái từ gốc tới ngọn luôn các bạn ơi. Trái từ gốc tới ngọn luôn. Cây này nó cũng không phải là cây cổ thụ mà nó trái sung lắm mà. Ở đây là một cái nhánh sầu riêng của một cái cây sầu riêng thôi ha. Mình sẽ chờ cho bạn rồi nó xây trái cơ nào. Hiện tại là cái nhánh này là được 4 trái một chùm nha các bạn ha. Ở bên dưới thì chúng ta có những cái cây gọi là bông súng ha. Nước thì trong queo cá lội lội. Đây là một cái vườn sầu riêng sạch nha. Khoảng độ 10 ngày nữa thì bắt đầu thu hoạch trái. Thì mình sẽ quay cái clip để cho các bạn xem sao ha. Có thể là khui trái, hái trái, ăn tại vườn luôn. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng cái vườn này mình cho các bạn coi. Vườn này thì tuần nào mình cũng vào đây mình quay nấu ăn ha. Các bạn thấy là trên cây không? Quay ngược sáng thì nó hơi tối tí xíu nha. Cái này quay bằng điện thoại. Quay ngược sáng ở trên sầu riêng nè. Các bạn biết là dưới gốc cây quay lên thì mặt trời ở trên cho nên nó hơi bị gọi là bị chói chói. Đây mình cho các bạn coi nè. Nguyên chùm sầu riêng 2 4 6 7 trái một chùm trên một cái nhánh. Phải lấy những cái sợi dây chùm lá dây ni lông để căng gậy nó lại chứ không là nó ngã nó tút nguyên cái nhánh luôn các bạn. Vườn này thì có tuổi thọ khoảng mười mấy 20 năm rồi ha. Sầu riêng vẫn là cái cây mà hấp dẫn nhất đối với người mê trái cây, đam mê trái cây. Giá thành của nó là hiện tại mặc dù là có nhiều vườn rồi nhưng mà giá nó cũng không có hề rẻ so với những cái loại mà trái cây khác. Thì sầu riêng là giá trị kinh tế nó cao lắm các bạn ha. Tại vì cái nó là cây ăn trái lâu năm và chúng ta phải mất một thời gian để chúng ta trồng và chăm sóc nó. Ăn tại vườn thì các bạn khỏi mà phải sợ là thuốc nhúng thuốc gì các kiểu nha bạn ha. Bẻ bán tại vườn luôn thì mai mốt sẽ mở cái đợt bán order sầu riêng, order trước sầu riêng ha, bán sầu riêng sạch giao đến tay các bạn luôn. Đây cây nào cũng trái nhóc hết các bạn ha. Mai mốt khoảng tuần sau hoặc là 10 ngày nữa thì nó càng to nữa các bạn ha. Để mình qua mấy cái cây lùng lùng cho các bạn coi. Đây đây. Mình quay bằng điện thoại nha các bạn. Nè, cái bàn tay của mình khá là to luôn mà mình để nè. Cái sầu riêng rất là to. Nè, thấy không? Ở dưới đất luôn. Hiện tại là cặp trái này khoảng tuần nữa là 10 ngày nữa là ăn được các bạn ha. Để mình đi mấy cái sầu riêng lùng lùng các bạn coi. Đây, đây là những cái cây mà nhỏ nhỏ mà cũng trái. Nhóc đây các bạn nhiều lắm. Để mình đi qua đây cho các bạn coi. Ở đây ngoài sầu riêng còn có mít tu na rất là nhiều. Tuần nào bọn mình cũng vào đây, đây mít tu na nè các bạn, lykima, mùa hoa lykima nở nè. Mình nãy mình mới lụm, tuần nào mình cũng lụm dưới trái dưới đất á, nó rụng nó chín. Sầu riêng mấy cây này thì chắc mới trồng đây thôi nhưng mà các bạn thấy trái cũng ghê gớm lắm. Trái này thì nó còn nhỏ, còn mấy cái câu cây này nè các bạn coi nè, hết hồn luôn không trái nè. Sờ nó, sờ mớ nó ha. Nguyên cái vườn mình cây này trái sùng lắm luôn. Để mình tăng sáng lên tí xíu cho bạn coi, các bạn nhìn thấy rõ không? Nãy giờ mình ăn mít tu na nguyên trái rồi mình vọng vô một cái lon lon bị úp ở lon Mirinda Thái chứ. Quá trời trái. Các bạn nhớ đón theo dõi clip mà ăn sầu riêng hái sầu riêng của mình sao ha. Cái này là clip bằng quay điện thoại nên chất lượng cũng tương đối thôi các bạn ha, quay cho nó tiện vậy thôi.